Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Apple News của Điện thoại Vui TV. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất đến từ nhà Apple nhé. Đến thời điểm hiện tại thì iPhone 12 Pro Max đã đi đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi sản xuất hàng loạt. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thông tin rõ rỉ hơn về chiếc điện thoại này. Mới đây thì leaker John Boxer, người từng có nhiều dự đoán chính xác về các sản phẩm Apple sắp ra mắt, đã đăng tải hình ảnh và video trên tay chiếc iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max sẽ là mẫu iPhone cao cấp nhất trong năm nay của Apple, dự kiến sẽ được bán ra vào tháng 11. Cụ thể thì theo leaker này, iPhone 12 Pro Max đang trong giai đoạn PVT, Product Validation Test, là giai đoạn mà Apple sẽ sản xuất một lượng nhỏ thiết bị để thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Vì vậy, những tính năng phần cứng của chiếc iPhone PVT sẽ rất sát với những chiếc máy thương mại. John Boxer đã đăng tải hai hình ảnh chụp màn hình từ mẫu iPhone 12 Pro Max PVT hé lộ một tính năng mới cho máy. Theo mô tả thì LiDAR trên iPhone 12 Pro Max sẽ tăng cường khả năng lấy nét, đặc biệt là khi quay video và điều kiện ánh sáng thấp. Chế độ quay slow motion 4K 240 frame trên giây và 4K 120 frame trên giây. Chế độ Night Mode được cải thiện, tự động tăng thời gian phơi sáng khi phát hiện tripod. Hình ảnh của John Boxer xác nhận việc iPhone 12 Pro Max, ít nhất là những mẫu máy thử nghiệm, có hỗ trợ tần số quét cao và khả năng tự động điều chỉnh tần số quét dựa trên nội dung hiển thị màn hình. Tuy nhiên thì chính leaker này cũng nói rằng không phải tất cả model thử nghiệm đều được trang bị màn hình tần số quét cao, vậy nên chưa thể khẳng định rằng tính năng này có mặt trên phiên bản chính thức. Dù vậy, nó cho thấy Apple chưa bỏ cuộc và vẫn đang tiếp tục thử nghiệm. Trong đoạn video của John Boxer, leaker này cho biết thế hệ iPhone mới sẽ được nâng cấp về Face ID với góc rộng hơn, cho phép nhận diện khuôn mặt người dùng ngay cả khi nó nằm trên mặt bàn. Ngoài ra thì máy sẽ có viền màn hình mỏng hơn, cụm camera lớn hơn 10% và viền phẳng giống với iPhone 4 và iPhone 5. Hiện tại thì Apple đang phải đối mặt với các cáo buộc độc quyền và có thể phải chi trả hơn 84 triệu USD để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Theo cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc, Apple được cho đã ép buộc các nhà cung cấp dịch vụ di động phải chịu chi phí cho quảng cáo và bảo hành. Và để giải quyết vấn đề này, công ty con của Apple tại Hàn Quốc đang đề xuất khoản tiền lên đến 84 triệu USD để giải quyết các mối lo ngại về độc quyền. Trong đề xuất thì Apple sẽ chi số tiền này cho các dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng Hàn Quốc. Cụ thể thì khoảng 42 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm hỗ trợ R&D. Trung tâm sẽ chỉ hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ. Con số 21 triệu USD tiếp theo sẽ dùng để xây dựng các học viện đào tạo các nhà phát triển, và 21 triệu USD còn lại sẽ dùng để giảm giá dịch vụ bảo hành cho người tiêu dùng. Trước đó thì Apple đã bị Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc KFTC điều tra vì hành vi độc quyền do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Giờ đây thì KFTC cho biết Apple đã đồng ý sửa đổi các điều khoản không công bằng với các nhà khai thác. Ví dụ, công ty sẽ thảo luận với các công ty viễn thông về việc chia sẻ chi phí quảng cáo. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các nhà khai thác. Mặc dù vậy thì KFTC cho biết họ chưa đưa quyết định cuối cùng và sẽ trưng cầu ý kiến của công chúng về đề xuất trên của Apple. Nếu công chúng ủng hộ, vụ điều tra sẽ khép lại và không còn bất cứ phán quyết nào liên quan đến vi phạm của Apple. Tuy nhiên, nếu mọi thứ không như Apple mong đợi thì công ty có thể sẽ phải đối mặt với một phán quyết bất lợi. Theo một báo cáo mới nhất thì có lẽ Apple sẽ dừng bán iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và XR ngay sau khi iPhone 12 ra mắt. Tài khoản Twitter của iApple Times đã đăng tải thông tin này. Việc ra mắt iPhone SE 2020 với giá bán rẻ nhất đã đem lại sự thay thế tốt hơn cho iPhone XR. Apple cũng không muốn giảm giá iPhone XR thêm nữa. Trong khi đó thì những ai muốn thiết kế tai thỏ hiện đại thay vì thiết kế các phần lỗi thời của iPhone SE 2020 thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một chiếc iPhone 11. Apple vẫn sẽ bán iPhone 11 và sẽ giảm giá xuống 549 USD sau khi iPhone 12 ra mắt. Hiện tại thì iPhone 11 có giá là 699 USD. Như vậy thì Apple sẽ giảm tới 150 USD. Một tin đáng mừng cho những iFan không có nhiều điều kiện. Với việc sẽ ra mắt iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, Apple tin rằng sẽ không có nhiều ý nghĩa khi tiếp tục giữ lại iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Apple cũng đã có quyết định tương tự vào năm ngoái, sau khi ra mắt iPhone 11 là dừng sản xuất iPhone XS và XS Max vì giảm giá sẽ không thực sự thu hút được khách hàng. Khi mà iPhone 12 Pro và 12 Pro Max sẽ có nhiều nâng cấp cuốn hút, không chỉ được trang bị công nghệ 5G mà những chiếc iPhone 12 cao cấp mới còn có màn hình 120Hz, chip 5 nanomet thế hệ mới, nâng cấp camera và thiết kế hấp dẫn hơn. Một thông tin gần đây cho biết, Apple Watch trong tương lai có thể sẽ mỏng hơn nữa nhờ thiết kế uốn cong. Một bằng sáng chế mới được đăng ký bởi Apple đã tiết lộ một giải pháp tiềm năng mà công ty đang cân nhắc nhằm giải quyết vấn đề này. Theo đó thì Apple dự định sử dụng các cảm biến dạng tấm phim uốn cong để giúp Apple Watch trở nên mỏng hơn, ít cồng kềnh hơn. Trong bằng sáng chế thì Apple đã chỉ ra những thách thức khi tìm cách đưa một cảm biến quang học vào thiết bị. Apple Watch hiện đang sử dụng một cảm biến quang học để đo nhịp tim của người dùng và cảm biến này được đặt ở dưới đáy của đồng hồ. Hãng còn đề cập đến việc các linh kiện quang học dùng để mang lại một thiết bị điện tử có chức năng mong muốn có thể quá cồng kềnh để có thể tích hợp vào thiết bị điện tử.
bằng sáng chế mới miêu tả một cảm biến quang học đặt bên trong một lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ này có phần trong suốt và cho phép ánh sáng đi qua để cảm biến và phản xạ lại từ cổ tay hoặc bất kỳ phần nào trên cơ thể người dùng. Tia phản xạ sẽ đi đến các bộ tách sóng quang sau khi vượt qua các thành phần kiểm soát ánh sáng. Trong nhiều năm qua thì Apple Watch vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng kể về mặt thiết kế và kích cỡ, thậm chí là khối lượng của đồng hồ cũng được duy trì ở một mức gần như nhau ở mọi thế hệ. Có lẽ là bằng sáng chế mới nhất này sẽ mở đường cho một đột phá mới xuất hiện và giúp chiếc Apple Watch trở nên mỏng hơn bao giờ hết. Và trên đây là những tin tức nổi bật nhất có trong bản tin Apple News lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện thoại Vui TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.